giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Ngay lúc này chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Ở hàng thủ gồm thủ thành mang áo số 26 Nguyễn Anh Tuấn, các cầu thủ số 2 Nguyễn Thế Dũng, số 27 Huỳnh Văn Lì, số 24 Trần Kỳ Anh, số 20 Nguyễn Quang Huy. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội khách Long An trong trận đấu này. Ở hàng thủ gồm thủ thành mang áo số 1 Nhật Hà, số 81 Duy Thắng, số 15 Nhật Minh, số 39 Anh Thi, số 6 Văn Quý. Hàng tiền vệ gồm số 14 Văn Thành, số 24 Tài Lộc mang bao đội trưởng, số 52 Trọng Phú, số 17 Hoàng Anh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm trọng tài chính là ông Đặng Quốc Dũng, các trợ lý là ông Nguyễn Quốc Bình và ông Trương Công Anh, trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Kim Việt Bảo. Và đúng lúc này thì trọng tài Đặng Quốc Dũng đã nổi còi bắt đầu 45 phút thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Long An, trận đấu trong khuôn khổ vòng 11 của giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành của cả hai đội. Khá tốt, dứt được, không được. Đây là cơ hội. Vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên. Người đã tung ra cú đá đầu tiên là Tài Lộc. Sẽ cần phải có những sự quyết liệt hơn tới từ hàng phòng ngự của Bà Rịa Vũng Tàu trong việc ngăn cản những tình huống cố định. Suýt chút nữa đã có bàn thắng. Long An đang là đội bóng có phong độ tốt hơn so với Bà Rịa Vũng Tàu trong khoảng thời gian gần đây. Ở 5 trận đấu gần nhất, cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu cần hạn chế những đường truyền đưa đồng đội vào thế khó. Quang Hiển dứt điểm, không được. Tuấn Tài là người thường xuyên góp mặt trong cả 10 vòng đấu trước. Một đường truyền nguy hiểm, dứt điểm vào. Đó là một sai lầm quá tai hại. Và Lê Thanh Phong đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách Long An. Người đã thực hiện đường truyền về đó là Lê Vương Minh Nhất. Minh Nhất chính là cái tên được bổ sung từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha bóng thiếu quan sát của Minh Nhất. Dù cho động tác sau đó thì anh bị trượt chân. Pha phối hợp ở trung lộ. Vẫn đang là Hoàng Huynh. Nguyễn Thái Quốc Cường. Quang Hiển. Rồi, không được. Thì cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía Long An đó là Trần Anh Thi. Cầu thủ này cao 1m78. Khá nguy hiểm. Trả bóng hướng thẳng tới vị trí của anh Tuấn. Chúng ta vừa được xem lại cú đá phạt nguy hiểm của cao thủ Long An. Bóng hướng thẳng tới vị trí của anh Tuấn. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Hoàng Anh. Ô, Hoàng Anh. Khá nguy hiểm, diệp. Tỷ số là 2-0 dành cho đội khách Long An. Lại một pha bóng mà hàng thủ của Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục cho thấy những sơ hở. Chúng ta hãy cùng xem lại. Khi mà các cầu thủ phòng ngự bên phía Bà Rịa Vũng Tàu kịp nhận ra Trần Anh thì mọi thứ đã quá muộn. Ở giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Đây là một cơ hội dành cho đội chủ nhà. Rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà Thanh Khôi hơi bị động trong việc nhận bóng. Đây là Thế Dũng. Cao Hoàng Minh. Quang Hiển không vào. Rồi. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cú sút thứ 3. Tiếp tục không chiến thắng được Trần Nhật Hà. 3 tình huống cản phá liên tiếp của thủ thành mang áo số 1 bên phía đội khách Long An. Nỗ lực dứt điểm đầu tiên là của Quang Hiển. Sau đó là pha băng vào của Khánh Duy.
Với cú dứt điểm thứ 3, Thanh Khôi cũng không thể chiến thắng được thủ thành số 1 của Long An. Tốc độ của Khánh Duy. Khánh Duy thành công trong việc đoạt bóng. Khánh Duy. Cú đá của Khánh Duy đã bị ngăn chặn bởi số 15 Nhật Minh. Cao Hoàng Minh. Đánh đầu không được. Đội hình của Bà Rịa Vũng Tàu. Phạm Lý Đức cao 1m83. Và đã cũng không có không ít lần ghi bàn từ những tình huống cố định của mùa giải năm nay. Đây là một trận đấu mà Nhật Minh vẫn đang chơi nổi bật. Chống chạy. Dứt điểm. 3-0. 3-0 dành cho đội khách Long An. Với một khoảng trống rộng mở như vậy thì Ngô Hoàng Anh không thể bỏ lỡ thời cơ để có bàn thắng cho mình. Quá nhiều những sai sót ở hàng phòng ngự. Không một ai nhận ra pha băng xuống của Ngô Hoàng Anh cả. Nguyễn Thái Quốc Cường. Khánh Duy. Quang Huy. Vẫn là tình huống ngăn chặn tới từ Nhật Bình. Hy vọng những sự thay đổi người trên hàng tấn công này sẽ đem tới bộ mặt tích cực hơn cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trong hiệp đấu thứ hai. 3 bàn thắng của câu lạc bộ Long An được ghi trong hiệp 1 là những pha lập công của số 77 Lê Thanh Phong, số 39 Trần Anh Thi và số 17 Ngô Hoàng Anh. Quốc Cường khá nguy hiểm, không vào. Nhật Hà vẫn xuất sắc cản phá chung về. Cuối cùng thì bàn thắng rút ngắn tỷ số đã đến. Và đó là bàn thắng đầu tiên của Lê Trung Vinh cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh đã có được bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ mới của mình. Pha bóng cho thấy sự nhạy cảm về mặt vị trí của Trung Vinh. Quang Huy. Vẫn đang là Quang Huy. Nguyễn Thái Quốc Cường. Chân trái không vào. Quốc Cường. Khá nguy hiểm. Pha bóng đầy ý đồ tới từ Nguyễn Thái Quốc Cường. Hàng phòng ngự của Long An đã cảnh giác. Dứt điểm không vào. Chúng ta vừa được xem lại cú đá của số 20 bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Hồ Hoàng Anh. Đường chuyền thông minh của Hoàng Anh. Thanh Phong. Quả tạt hơi sâu của Thanh Phong dành cho pha băng vào của Nguyễn Quốc Trung. Cú chuyền chống chạy. Quốc Trung không được. Bà Rịa Vũng Tàu dâng đội hình lên cao, không hề có lỗi việt vị của Quốc Trung. Đoạt bóng thành công của Thanh Khôi. Thanh Khôi. Đáng tiếc là đường chuyền sau đó của số 6 lại có phần vội vàng. Lê Trung Vinh. Cũng đang là Trung Vinh. Đã có tình huống phạm lỗi với Lê Trung Vinh. Đó là pha phạm lỗi rõ ràng của đội trưởng Nguyễn Tài Lộc với Trung Vinh. Thái Quốc Cương không vào. Suýt chút nữa thì cách biệt đã được rút ngắn xuống còn một bàn.
đến Chu Vinh. Chu Vinh. Chu Vinh đang có nhiều những pha bóng cho thấy khả năng chọn vị trí tốt. Thành Phong. Pha tranh chấp thành công của Huỳnh Tuấn Vũ. Lê Chu Vinh. Khá nguy hiểm. Vội phản công dành cho đội khách Long An. Quân số đang là đông hơn. Ngô Hoàng Anh. Cú đá của Hoàng Anh không vào. Đường chuyền tốt của Chu Vinh. Rồi, không vào. Quốc Lộc. Xử lý của Nguyễn Quốc Lộc, bóng đi qua một dừng chân của Nguyễn Quốc Lộc tại giải nhất quốc gia biển sao vàng 2023. Bóng đi sệt. Vẫn là cú đá của Quốc Cương. Mất tới hai nhịp thì Trần Nhật Hà mới có thể ôm gọn trái bóng trong tay. Cũng cả phá đầu tiên của Nhật Hà. Khá tốt. Dứt điểm. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận. Đó là cú đúp của Lê Trung Vinh. Một tình huống cố định và Trung Vinh hoàn toàn không rơi vào vị trí việt vị theo quyết định của các trọng tài mới có thể coi là một bàn thắng danh dự. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.